Tiếp mục cà phê hotline sẽ được mở đầu với một thông tin mà ban biên tập của chương trình đã nhận được. Đó chính là phản ánh của người dân khu đô thị Gumanda Gardens thuộc phường Trần Phú, quận Hoàng Mai, Hà Nội về tình trạng mất trộm lại tiếp tục xảy ra tại khu đô thị này. Cụ thể, theo phản ánh của ông Lê Thế Toản, cư dân sống tại căn nhà 34, đường 3, 2 trên 2, khu đô thị Gumanda Gardens, chỉ vào chiều ngày 14 tháng 8 vừa qua, gia đình ông bị mất một chiếc xe đạp. Sau khi phát hiện bị mất trộm, ông Toản đã báo tin lên ban quản lý cũng như công an phường sở tại. Theo ông Toản, ông đề nghị chủ đầu tư là công ty Gamuda Land Việt Nam và ban quản lý khu đô thị cần phải phối hợp xử lý tình huống bất trộm, đồng thời cần phải khẩn trương có giải pháp tìm lại chiếc xe bị mất hoặc chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại. Tuy nhiên theo ông Toản đến nay đã 3 ngày kể từ khi vụ trộm xảy ra, ông Toản vẫn chưa nhận được bất cứ một thông tin xử lý chính thức nào từ chủ đầu tư là công ty Gamuda Land Việt Nam và ban quản lý khu đô thị. Trước đó thì kênh truyền hình VTC9 đã phản ánh chỉ trong vòng 20 ngày, khu đô thị Gamuda Gardens đã xảy ra liên tiếp 4 vụ trộm đột nhập nhà dân, thậm chí trộm còn ngang nhiên đi lại trong nhà, vào từng phòng ngủ của cư dân để lấy điện thoại, iPad và ví tiền. Sau khi nhận được thông báo về các vụ trộm, phía công ty Gamuda Land cho biết đã cung cấp các thông tin liên quan đến công an phường Trường Phú để phối hợp điều tra sự việc bên cạnh đó chủ đầu tư cũng cho biết đã tăng cường hệ thống an ninh nhiều lớp như trang bị hệ thống nhận diện gương mặt tăng cường hệ thống camera gia cố hàng gào thép gai tuy nhiên tình trạng trộm cắp vẫn tiếp tục diễn ra tại đây